Người Israel biểu tình đòi Thủ tướng Netanyahu từ chức. Thủ tướng Israel đình chỉ Bộ trưởng Nội các cực hữu, người dường như đề nghị sử dụng vũ khí hạt nhân ở Gaza. Nga tập kích lễ trao thưởng của quân đội Ukraine, 20 binh sĩ thiệt mạng. Dự hội chợ triển lãm Trung Quốc, Thủ tướng Úc sẽ nêu hai vấn đề nhạy cảm với ông Tập. Đêm Halloween, người dân Trung Quốc bước lên lằn danh đỏ của chính quyền. Quý vị đang theo dõi mục Toàn cảnh quốc tế ngày 6 tháng 11 của Đài Canal. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trà đạm thủy. Từ xưa đến nay, trà luôn là một thức uống vô cùng quen thuộc. Từ những ly trà đá bên vỉa hè cho đến những chén trà nóng trong mỗi gia đình, tất cả đều hòa quyện một nét văn hóa cổ xưa. Cổ nhân rằng, quân tử chi giao đạm nhược thủy. Bạn bè thâm giao gặp nhau có thể thân tình mời một chén trà thanh đạm. Cái tên trà đạm thủy khởi nguồn từ đó. Trà đạm thủy được chế biến từ những nguồn nguyên liệu vô cùng sạch, hoàn toàn tự nhiên, không hóa chất, không phân bón. Trà được hái bằng tay từ những cây trà cổ thụ nằm trong những khu rừng trên núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn, quanh năm mây mù bao phủ. Trà có nước vàng óng, vị đậm, hương thơm và ngọt hậu. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà đạm thủy, đặt mua qua số điện thoại 0945689573, truy cập gian hàng Shopee bằng mã QR hoặc ấn vào đường dẫn có trong phần mô tả và bình luận của video này. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, hàng trăm người ngày 4 tháng 11 tập trung bên ngoài nhà riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, kêu gọi ông đưa ra tuyên bố rõ ràng hơn về quyết định từ chức. Netanyahu, người biểu tình 39 tuổi, cho biết: "Họ đã phản bội chúng tôi. Chúng tôi muốn có cuộc bỏ phiếu để miễn nhiệm ông Netanyahu. Tôi hy vọng các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục và mở rộng." Công chúng tại Israel ngày càng phẫn nộ với các lãnh đạo chính trị nước này. Thân nhân những người đang bị giam tại dải Gaza chỉ trích gay gắt phản ứng của chính phủ Israel và kêu gọi đưa các con tin về nhà. Hàng nghìn người biểu tình tại Tel Aviv ngày 4 tháng 11 cầm cờ, ảnh một số con tin đang bị giam tại dải Gaza, áp phích với khẩu hiệu "Trả tự do cho con tin bằng mọi giá" và hô vang khẩu hiệu "Đưa họ về nhà ngay". Ông Netanyahu, 74 tuổi, đối mặt với nhiều áp lực chính trị trước khi Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 và bắt hơn 240 người. Thủ tướng Netanyahu tới nay chưa nhận trách nhiệm liên quan tới những thất bại khiến Israel bất ngờ trước đợt tấn công của Hamas. Kết quả cuộc thăm dò do kênh 13 của Israel thực hiện ngày 4 tháng 11 cho thấy 76% người được hỏi cho rằng ông Netanyahu nên từ chức và 64% cho rằng Israel nên tổ chức bầu cử ngay sau khi chiến sự với Hamas kết thúc. Khi được hỏi rằng ai chịu trách nhiệm nhiều nhất trong vụ tấn công của Hamas, 44% người được hỏi đổ lỗi cho ông Netanyahu. 33% cho rằng tham mưu trưởng cùng các sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng phòng vệ Israel IDF phải chịu trách nhiệm và 5% đổ lỗi cho Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Giới chức Israel cho biết vụ tấn công của Hamas khiến hơn 1.400 người tại nước này thiệt mạng và hơn 5.400 người bị thương. Sau vụ tấn công, IDF phát động chiến dịch quân sự nhằm vào dải Gaza, khiến hơn 9.000 người tại đây thiệt mạng và ít nhất 32.000 người bị thương, biến nhiều khu vực thành đống đổ nát. Theo một động thái khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đình chỉ một bộ trưởng nội các cực hữu tham gia các cuộc họp của chính phủ, sau khi bộ trưởng này gợi ý rằng thả bom hạt nhân xuống Gaza là một cách để giải quyết cuộc khủng hoảng. Bộ trưởng Di sản Amihai Aliyahu đã được hỏi vào sáng 5 tháng 11 trên radio Kol Barama, một đài phát thanh tôn giáo, liệu có nên sử dụng vũ khí hạt nhân ở Gaza hay không. Aliyahu đã trả lời, đây là một cách. Sau đó ông ấy nói rằng ông ấy không có ý nói câu trả lời của mình được hiểu theo nghĩa đen. Ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X rằng tuyên bố của Bộ trưởng Aliyahu không dựa trên thực tế. Israel và lực lượng phòng vệ Israel IDF đang hoạt động theo các tiêu chuẩn cao nhất của luật pháp quốc tế để tránh làm tổn hại đến những người vô tội. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi giành chiến thắng. Văn phòng Thủ tướng sau đó nói với CNN rằng ông Netanyahu đã đình chỉ Aliyahu
tham gia các cuộc họp chính phủ cho đến khi có thông báo mới. Ông Eliyahu, bảo vệ nhận xét của mình, viết trên mạng xã hội rằng tất cả những người nhạy cảm đều thấy rõ rằng tuyên bố về nguyên tử bom hạt nhân là ẩn dụ. Tuy nhiên, ông đề nghị thực hiện một phản ứng mạnh mẽ và không cân xứng đối với chủ nghĩa khủng bố. Eliyahu là thành viên của đảng cực hữu Osma Yehudit do Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Altamar Ben-Gvir lãnh đạo. Cả ông ấy và Ben-Gvir đều không phải là thành viên của nội các chiến tranh. Israel chưa bao giờ chính thức thừa nhận họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Chuyển sang một diễn biến khác từ chiến trường Đông Âu. Nga tập kích lễ trao thưởng của quân đội Ukraine, 20 binh sĩ thiệt mạng. Theo Ukraina Pravda đưa tin, quân đội Nga ngày 3 tháng 11 đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào các binh sĩ Ukraine ở một ngôi làng tiền tuyến tại Zaporizhia. Trong sự kiện này, các quân nhân của Kyiv đã tụ tập tại một địa điểm để tham gia lễ trao thưởng nhân ngày của lực lượng pháo binh và tên lửa Ukraine 3 tháng 11. Theo báo cáo sơ bộ, có ít nhất 20 binh sĩ Ukraine dường như đã thiệt mạng sau vụ tấn công. Nguồn tin của Ukraina Pravda trong Bộ Nội vụ Ukraine xác nhận vụ việc. Hơn 20 binh sĩ được cho là đã có mặt vào lúc 10 đến 11 giờ ngày 3 tháng 11 giờ Kyiv trong buổi trao thưởng cho các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Zaporizhia. Lữ đoàn 128, đơn vị bị tấn công, vẫn chưa bình luận về vụ việc một cách chính thức. Sau đó, Trung tâm Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine Chacom cũng đưa tin về sự việc này. Theo thông báo, Nga đã tấn công các binh sĩ của lữ đoàn xung kích Sơn Cước Độc lập số 128 bằng tên lửa Iskander-M, làm nhiều quân nhân thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vào tối 4 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rostam Umendirov đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình của các binh sĩ Ukraine thuộc lữ đoàn 128 thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga ngày 3 tháng 11. Việc tập trung lượng lớn quân nhân tại một địa điểm gần tiền tuyến được xem là khá rủi ro vì nó có thể trở thành mục tiêu tấn công khi tình báo của đối phương phát hiện ra. Tên lửa Iskander là một trong những tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch, chiến thuật hiện đại nhất được trang bị trong quân đội Nga hiện nay. Iskander là tên lửa đạn đạo có độ chính xác rất cao, độ xa lệch so với tâm mục tiêu chỉ từ 5 đến 7 mét, có thể bay nhanh gấp 6 đến 7 lần tốc độ âm thanh. Ngoài ra, tên lửa này có thể mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân. Tên lửa Iskander có tầm bay khoảng 500 km và đầu đạn uy lực có thể phá hủy các công trình lớn và những cứ điểm kiên cố của đối phương. Iskander có thể khai hỏa vào hai mục tiêu khác nhau trong vòng 1 phút. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo quỹ đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Hiện tại có 3 phiên bản Iskander đang được lưu hành, bao gồm phiên bản Iskander-M tiêu chuẩn với tầm bắn 415 km và phiên bản Iskander-K cao cấp hơn với tầm bắn 500 km. Ngoài ra, Nga cũng chế tạo riêng phiên bản Iskander-Y cho xuất khẩu và tầm bắn tối đa chỉ 280 km. Dự hội chợ triển lãm Trung Quốc, Thủ tướng Úc sẽ nêu hai vấn đề nhạy cảm với ông Tập. Kính thưa quý vị, hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 6 đã được khai mạc tại Thượng Hải vào sáng ngày 5 tháng 11. Theo sau bài phát biểu của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường là phát biểu của Thủ tướng Úc Anthony Albanese, chuyến thăm Trung Quốc 4 ngày từ ngày 4 tháng 11 của ông Albanese được phía Trung Quốc đón tiếp nhã nhặn. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Úc tới Trung Quốc sau 7 năm và được coi là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ Trung Quốc-Úc đang ấm lên. Tuy nhiên, có phân tích chỉ ra rằng thương mại giữa hai bên dự kiến sẽ tiến triển nhanh chóng nhưng khó có thể thỏa hiệp về vấn đề an ninh. Mới đây, hãng tin Reuters đưa tin, mục đích của việc Bắc Kinh đăng cai tổ chức hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc là nhằm nâng cao hình ảnh về thương mại tự do và đáp trả những lời chỉ trích từ nhiều quốc gia có thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Ông Carlo De Andrea, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc, nói với giới truyền thông ở Thượng Hải rằng đây là một sự kiện về các vấn đề của chính phủ và giống một sự kiện tiếp thị hơn. Thực sự có rất ít thảo luận về kinh doanh trong sự kiện này. Có thể nói hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đã trở thành một màn trình diễn chính trị hơn là một sự kiện kinh doanh. Ông nói rằng, các doanh nghiệp châu Âu đang vỡ mộng khi những cử chỉ mang tính biểu tượng đã thay thế những kết quả thực sự cần thiết để khôi phục niềm tin kinh doanh. Một cuộc thăm dò do Phòng Thương mại châu Âu thực hiện vào tháng trước đã nhận được 116 phản hồi từ các thành viên. Kết quả cho thấy, kể từ hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc đầu tiên, tỷ lệ tham gia của các công ty châu Âu đã giảm từ 42% xuống 32%.
Những quốc gia đã tham gia trước đây đã chọn không tham gia sự kiện năm nay. Họ cho rằng việc mất giá trị đầu tư và hạn chế thay đổi chính sách là hai trong số các lý do khiến họ không tham gia. Thủ tướng Úc Albanese đã có bài phát biểu sau bài phát biểu quan trọng của người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường. Bài phát biểu của ông Albanese đứng đầu trong số các đại diện chức sắc nước ngoài, cho thấy Bắc Kinh coi trọng chuyến thăm Trung Quốc của ông. Sau bữa tiệc với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, người đồng cấp Albanese nói: "Chúng tôi phải hợp tác với Trung Quốc trong những lĩnh vực có thể, bày tỏ sự phản đối khi cần thiết và chúng tôi sẽ làm như vậy vì lợi ích của đất nước mình." Hôm nay, ngày 6 tháng 11, ông Albanese sẽ tới Bắc Kinh để gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Trung Quốc. Ông Albanese tuyên bố trước chuyến thăm Trung Quốc rằng khi gặp ông Tập Cận Bình, ông sẽ nêu lên mối lo ngại về căng thẳng leo thang ở Biển Đông và trường hợp của nhà văn Úc Dương Hằng Quân. Ông Dương Hằng Quân, 58 tuổi, đã bị giam giữ ở Bắc Kinh hơn 4 năm vì bị nghi ngờ hoạt động gián điệp, kể từ khi bị hầu tòa vào tháng 5 2021. Vụ án của ông Dương vẫn chưa được xét xử trong hơn 2 năm. Gia đình ông Dương lo lắng tính mạng của ông đang gặp nguy hiểm. Thủ tướng Úc Albanese nói: "Tôi sẽ đề cập rằng trường hợp của nhà văn Dương Hằng Quân cần phải được giải quyết và tôi sẽ nói về vấn đề nhân quyền của ông ấy, nói về bản chất của việc giam giữ ông ấy và sự thiếu minh bạch của quy trình này." Hôm 1 tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã nhiều lần nêu quan điểm về vụ án của nhà văn Úc Dương Hồng Quân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết: "Các cơ quan tư pháp của Trung Quốc xử lý các vụ việc theo đúng pháp luật, bảo vệ đầy đủ quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, đồng thời tôn trọng và bảo vệ đầy đủ các quyền lãnh sự của Úc." Hiện tại vẫn chưa biết liệu vụ việc lần này có thể được giải quyết hay không. Trước đây, Úc đã cấm thiết bị 5G của Huawei do lo ngại về an ninh quốc gia. Sau này, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Úc đã chủ trương điều tra truy xuất nguồn gốc của loại virus này, khiến chính phủ Trung Quốc tức giận, áp đặt các hạn chế đối với lúa mạch, thịt bò và rượu vang đỏ của Úc vào năm 2020. Các mức thuế trừng phạt được áp dụng và đồng thời việc Trung Quốc nhập khẩu các nguyên liệu thô như than đá và quặng sắt vốn rất dồi dào từ Úc cũng bị dừng lại. Hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc đang suy thoái và ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Canberra hy vọng nối lại thương mại với Bắc Kinh và cả hai đều sẵn sàng cải thiện quan hệ. Tuy nhiên, giáo sư Rory Meskas, hiệu trưởng Trường An ninh Quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Úc nói rằng mục tiêu của chính phủ Úc không phải là bình thường hóa. Với tình hình an ninh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, niềm tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn tồn tại nữa. Điều mà Canberra tìm kiếm là sự ổn định, một cách tiếp cận thận trọng và cân bằng hơn. Ông Neil Thomas, nhà nghiên cứu về chính trị Trung Quốc tại Viện Chính sách Xã hội Châu Á, viết rằng Úc hiện đang lo lắng rằng Bắc Kinh sẽ thay thế Hoa Kỳ trở thành thế lực thống trị ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự phát triển của Trung Quốc đã mang lại lợi ích kinh tế to lớn, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình vẫn tiếp tục mở rộng các tham vọng chính trị, quân sự và lãnh thổ, đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với Úc. Một bài bình luận trên tờ Sinh Thao Daily thân Bắc Kinh cũng chỉ ra rằng quan hệ Trung Úc vẫn sẽ phải chịu hạn chế lớn trong tương lai. Thứ nhất, ông Albanese thực hiện chính sách tách biệt chính trị, kinh tế và quân sự, tích cực phát triển tình hữu nghị với Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị và kinh tế, nhưng vẫn theo sát Hoa Kỳ trong lĩnh vực quân sự. Một tuần trước chuyến thăm Trung Quốc của mình, ông Albanese đã tới Tòa Bạch Ốc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ông Biden đặt quan hệ Mỹ-Úc là quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, Úc là đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn dã tâm quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hội nghị an ninh bốn bên giữa Hoa Kỳ, Nhật, Úc và Ấn Độ chẳng khác nào việc bao vây Bắc Kinh. Úc nằm ở phía nam Trung Quốc và có thể giám sát Biển Đông, tuyến đường thủy quan trọng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc, hỗ trợ Philippines và các nước khác trong việc kích động Trung Quốc, đồng thời ngăn chặn sự bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Nam Thái Bình Dương. Để đạt được mục tiêu này, Hoa Kỳ đã cải thiện mạnh mẽ năng lực quân sự của Úc, thành lập liên minh quân sự ba bên với Úc và Vương quốc Anh, cung cấp cho Úc các tàu ngầm hạt nhân và phát triển vũ khí siêu thanh. Úc cũng sẽ được cung cấp công nghệ chế tạo tên lửa và có thể bắt đầu sản xuất tên lửa vào năm tới. Vì đang xúc tiến chuyến thăm Washington của ông Tập vào giữa tháng này, nên Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden không phản đối chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Úc Albanese. Nhưng ông Biden đã nói với ông Albanese rằng trước khi tin tưởng Bắc Kinh thì cần phải xác minh. Thứ hai, Thủ tướng Albanese bị dư luận Úc kìm hãm. Các cuộc thăm dò ở Úc cho thấy năm 2016, có 30% số người Úc được hỏi tin rằng Trung Quốc là bạn tốt nhất của Úc ở châu Á. Tuy nhiên,
Năm ngoái, số người Úc coi Trung Quốc là bạn thân nhất của châu Á đã giảm mạnh xuống còn 6%. Ngoài ra, chỉ còn 15% số người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng vào chính quyền Trung Quốc, trong khi 84% bày tỏ sự không tin tưởng và 75% tin rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đe dọa quân sự tới Úc trong 20 năm tới. Con số này tăng mạnh từ mức 39% vào năm 2015. Đêm Halloween, người dân Trung Quốc bước lên làn danh đỏ của chính quyền. Kính thưa quý vị, đêm 31 tháng 10 là đêm hội Halloween. Lễ hội này bắt nguồn từ phương Tây. Đêm đó, tại Trung Quốc, một lượng lớn thanh thiếu niên mặc trang phục hóa trang đã đổ về bến Thượng Hải và tham gia cuộc diễu hành. Các cuộc diễu hành cũng diễn ra trên nhiều con phố lân cận khác. Một phụ nữ trong trang phục kinh kịch treo trên cổ tấm biển có dòng chữ Đà Đảo Trịnh Điệp Y. Trịnh Điệp Y đóng vai Ngu Cơ trong bộ phim Bá Vương Biệt Cơ. Bộ phim tái hiện sự tàn phá của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với nghệ thuật truyền thống Trung Hoa, cũng như sự bại hoại đạo đức của con người và mối quan hệ gia đình trong cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông. Trên phố, nhân vật hóa trang thành Lỗ Tấn cầm tấm biển Học Y không cứu được người Trung Quốc phát biểu nhằm khuyến khích giới trẻ lên tiếng. Nhân vật đóng vai Lỗ Tấn nói: "Tôi hy vọng giới trẻ Trung Quốc sẽ bỏ điều hòa và tiến lên, không cần phải nghe lời những người bỏ cuộc. Người có thể làm việc thì cứ làm việc, người có thể lên tiếng thì lên tiếng. Chỉ cần có nhiệt huyết và ánh sáng thì không cần phải chờ đợi." Lỗ Tấn sau khi nói xong đã bị cảnh sát đuổi đi. Trong lịch sử Trung Quốc, Lỗ Tấn học y, nhưng sau đó bỏ ngành y để theo đuổi văn chương. Học y không cứu được dân Trung Quốc được coi là phát biểu hiếu chiến của ông. Những phát biểu đó của ông hiện nghe có vẻ rất mỉa mai chính quyền Trung Quốc. Lỗ Tấn là một học giả bị chính quyền bóc lột. Kể từ năm 2007, nhiều bài viết của ông đã dần bị xóa hoặc bị xóa khỏi sách giáo khoa cấp 2. Một số người cho rằng điều này là do Đảng Cộng sản Trung Quốc nhạy cảm, sợ tinh thần đấu tranh của Lỗ Tấn sẽ ảnh hưởng đến những người dân Trung Quốc ngày càng rất bất mãn với chế độ cai trị này. Cũng giống như ca khúc Quốc tế ca, giờ đây đã trở thành những từ nhạy cảm đối với chế độ này. Một số người đã gắn camera trên đầu, ám chỉ sự giám sát khắp nơi của chính phủ. Một người tham gia khác cầm nắm cây dao hẹ trong tay và dán trước ngực một tấm áp phích có hình chỉ số SSEC Index đang rơi xuống nhằm biểu lộ rằng chỉ số của thị trường chứng khoán Trung Quốc đang tụt dốc. Nó được dùng để ám chỉ việc chính phủ thao túng thị trường chứng khoán để tiến hành chiến dịch cắt dao hẹ bóc lột người dân. Ngoài ra còn có người hóa trang thành diễn viên nổi tiếng Ngô Kinh cầm tấm biển có dòng chữ dù chạy đến chân trời cũng sẽ bị giết. Trong loạt phim Chiến Lang và diễn viên Ngô Kinh đóng vai chính, anh đã thốt lên rằng những ai xúc phạm Trung Quốc đều sẽ bị trừng phạt cho dù họ có ở tận nơi đâu. Anh cũng nói, cho dù bạn gặp phải nguy hiểm gì ở nước ngoài, hãy nhớ rằng ở hậu phương có một quê hương vững mạnh. Tuy nhiên, những luận điệu này lần lượt bị vạch trần bởi các hành động của Bắc Kinh. Trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Hamas-Israel, chính phủ Trung Quốc không những không chủ động hỗ trợ công dân của mình sơ tán mà còn kiếm bộn tiền từ người dân, giá vé máy bay hồi hương gấp N lần giá thông thường. Có người khác hóa trang thành quan chức, châm biếm quan chức tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách nói: làm quan mà không quyết định thay dân thì thà về nhà bán khoai lang còn hơn. Có người treo trên cổ quan một tấm biển có hình một con chó hoang đang chảy máu đầu. Gần đây, Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh đập và giết chó mèo, giống như chiến dịch diệt chim sẻ trong thời Đại Nhảy Vọt trước đây. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý hơn cả là Đại Bạch, người đang mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng. Có Đại Bạch đang lấy mẫu axit nucleic trong không khí. Ngoài ra còn có Đại Bạch lấy mẫu axit nucleic cho khủng long. Trong thời gian Trung Quốc phong tỏa vì dịch COVID-19, không chỉ con người phải xét nghiệm axit nucleic, mà cả mèo, lợn, chó, thủy sản, tường gạch, xe đạp cũng phải làm xét nghiệm. Đêm đó, người hóa trang thành Đại Bạch đã bị cảnh sát bắt đi. Trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thực thi chính sách Zero Covid kéo dài 3 năm, những người được gọi là Đại Bạch là những nhân viên tuyến đầu mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng. Hình ảnh của họ cũng có liên quan đến việc chính quyền Bắc Kinh lạm quyền và họ thường xuyên trở thành mục tiêu chế giễu của những người chỉ trích chính sách Zero Covid. Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Bắc Kinh đã áp đặt lệnh phong tỏa trong suốt 3 năm, gây ra vô số thảm họa nhân đạo, vô số người đã thiệt mạng, vô số gia đình tan vỡ và vô số người mất việc. Cho đến khi cách mạng giấy trắng xảy ra, vì chính phủ đột ngột dỡ bỏ lệnh phong tỏa,
vô số người dân Trung Quốc đã thiệt mạng vì thiếu trang thiết bị y tế. Theo cuộc diễu hành Halloween này, mọi người đương nhiên không quên cuộc cách mạng giấy trắng lúc bấy giờ. Có người dân xuống phố với cơ thể phủ đầy các tờ giấy trắng. Một số người đang cầm tờ giấy trắng làm xét nghiệm acid nucleic. Từng mảnh ghép trong cảnh tượng tại đêm Halloween ở Thượng Hải giống như sự tái hiện lại lịch sử hiện đại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các trường đại học ở Thượng Hải sau đó đã ban hành thông báo cấm đăng các bức ảnh và bài viết liên quan đến Halloween và Giáng sinh lên WeChat. Những người vi phạm sẽ bị ảnh hưởng khi gia nhập đoàn thanh niên hoặc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có thể thấy, việc người dân Trung Quốc mạnh dạn chạm vào những lĩnh vực nhạy cảm của chính phủ trong đêm hóa trang Halloween đã phản ánh sự cộng hưởng của những người tham gia các vấn đề xã hội. Một số người cho rằng, những người tham dự Halloween ở Thượng Hải đã biết cách lợi dụng việc hóa trang để lên tiếng vạch trần chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc, khác xa với lễ hội Halloween truyền thống của phương Tây. Một số cư dân mạng bình luận, Halloween ở Thượng Hải bề ngoài là một lễ hội hóa trang nhưng đằng sau đó là một vết thương trong lòng người dân. Chỉ có một số ngày nhất định họ mới dám bày tỏ nỗi lòng. Thưa quý vị, mục toàn cảnh quốc tế của DKN đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin cảm ơn.